Với giá 3 triệu 900.000 đồng, máy lọc không khí này được một trang thương mại điện tử giảm đến 44% ngày Black Friday, tức là còn hơn 2,1 triệu đồng. Nhưng cũng chính chiếc máy này, giá chính hãng chưa giảm ở một trung tâm điện máy lớn, chỉ có 2 triệu 400.000 đồng. Như vậy, giá có giảm nhưng không thể là con số 44% như quảng cáo. Và đây không phải là nơi duy nhất áp dụng chiêu thức này. Sau nhiều dịp thì mình cũng bắt đầu biết cái phong cách làm việc của Black Friday rồi. Bình thường mình đã biết cái giá của cái món đó như vậy rồi. Những người mua hàng thông minh thì người ta cũng biết tránh cái trường hợp như vậy. Còn ở cửa hàng này, biển sell off 50% vẫn còn. Nhưng từ 4 ngày trước Black Friday đã không có cái gọi là hàng giảm giá. Lý do là Bên em mới trải qua đợt sale là từ ngày 15 đến ngày 24. Thì trong thời gian sale vừa rồi, khách hàng biết đến bên em rất nhiều. Theo nhiều chuyên gia, chiến dịch giảm giá Black Friday chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ thu hồi vốn hoặc tăng doanh số. Vì vậy, đây cũng là lúc nhập nhèm giá cả cũng như mẫu mã. Vào cái ngày Black Friday là cái giai đoạn gần cuối năm rồi, nên những doanh nghiệp và những thương hiệu thông thường họ sẽ có xu hướng là cố gắng đẩy luôn những cái hàng tồn kho, những cái mẫu mã cũ. Giảm giá lớn vài chục phần trăm là điều mà người tiêu dùng nào cũng mong muốn, nhưng điều họ cần lại chính là sự thực chất của khuyến mãi. Có như vậy, Black Friday mới thực sự là dịp kích cầu tiêu dùng, là ngày mà người mua sắm thực sự trông đợi.